Alo anh em, hôm nay mình là Thắng đây, mình xin giới thiệu các bạn cho anh em một dự án cực kỳ tiềm năng, một Android nói về cái ví Lix Wallet Android Box. Thì cái link này mình sẽ đặt bên dưới video. Chúng ta vừa nhắm vào, đi đến cái đường link này, nhắm vào chữ Start, chúng ta nhắm còn Continue để nhập cái đáp án này 56. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ join vào cái group Telegram đi. Nhóm lúc đó cái này thì cũng cực kỳ dở, cũng như các game mình đã làm trước. Ta tiếp tục dọn vào cái channel, nhấn nút đoan follow follow cái service và nhập cái cho anh em, nhập cái tên của chúng ta follow service. Rồi lấy được cái tên của service này, chúng ta cần phải nhấn vào profile và copy cái đoạn này, bắt ra Enter. Ok, nếu các bạn muốn làm thêm thì để nhận được 20 lít thì sẽ làm thêm cái bước follow cái Facebook này. Cái dạo này Facebook thì lướt hơi hơi bị chậm. Đó là một dự án cực kỳ tiềm năng, là có được cái quỹ riêng. Chúng ta nhấn nút Done để nhập profile của link của Facebook. Màn hơi cũ chuối. Các bạn thân cảm. Ta nhấn vào nút like và theo dõi cái phần bếp này. Ok, nhấn nút like theo dõi và kéo xuống sẽ like hai bài post của gần nhất của nhập, gửi cho nó một cái URL Facebook. Chúng ta muốn nói thì chúng ta cần phải kích vào cái biểu tượng này, chuột phải và sao chép địa chỉ để liên kết. Enter. Ok, tiếp theo là Sprite con Reddit của họ. Bước này thì các bạn có thể làm hoặc là bỏ qua. Ok, nhắm vào nút John hoặc là nhập tên Reddit. Rồi, tên cái này là do anh em nè các bạn. Enter. Gửi cái quý eraser. Các bạn có thể sử dụng quý chất hoặc là My Ether. Copy. Enter. Ok các bạn, join cuối cùng là join vào nhóm cái channel của Android này, nhóm vào nút đoan. Thế là chúng ta đã nhận được vào 100 lít. Các bạn có thể giới thiệu thêm là mỗi người sẽ được nhận 5 lít, tối đa là 10 người. Ok, video của mình đã kết thúc. Mong các bạn thấy hay thì các bạn có thể like, subscribe và cho mình một share. Tạm biệt các bạn.